Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với bộ truyện ngắn mới có tên Cô vợ thay thế đáng yêu của anh của tác giả Tâm Tửng. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên rất hấp dẫn của bộ truyện này. Cảm ơn các bạn. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ở giữa trung tâm thành phố xa hoa, nơi những gia đình tài phiệt giàu có bậc nhất sinh sống. Trong những gia đình tài phiệt giàu có ấy, có biệt thự hoàng gia của ông trùm bất động sản. Thế Hải là cậu con trai duy nhất của ông trùm hoàng gia. Thế Hải sinh ra trong gia đình tài phiệt, anh được đi học ở trường học danh tiếng, tiền tiêu thả ga, xe hơi thì anh có cả một bộ sưu tập, đồng hồ, giày dép, quần áo hàng hiệu của anh nhiều tới mức có thể mở siêu thị bày bán được. Thế Hải có tất cả, nhưng anh lại không có một tình yêu trọn vẹn. Năm 28 tuổi, anh kết hôn với Thúy Vi, một tiểu thư xinh đẹp của tập đoàn dầu khí. Hôn nhân của hai người không có tình yêu, tất cả là do hai gia đình sắp đặt. Hai tập đoàn lớn bắt tay hợp tác ngày càng phát triển hùng mạnh, thế nhưng Thế Hải và Thúy Vi lại không hạnh phúc. Thúy Vi cùng mẹ chồng cô là bà Vân Oanh đi mua sắm, để lấy lòng cô con dâu khó tính nên bà nói sẽ mua tặng cô vài món đồ. Thế nhưng mặt Thúy Vi lạnh tanh, không chút cảm xúc, cô bảo nhân viên bán hàng: "Tôi chỉ cái nào thì cô lấy cái đó cho tôi, không cần phải mặc thử." Nhân viên cúi đầu lễ phép nói: "Sao chị không mặc thử đi ạ? Nhỡ không vừa thì sao ạ?" "Cứ lấy hết cho tôi, cái nào không vừa thì vứt đi là xong." Bà Vân Oanh liền nói: "Sao con không thử đồ, thử xem có ưng hay không rồi hãy lấy chứ con." Thúy Vi liền cười và hỏi lại mẹ chồng: "Chọn đồ cho con hay cho mẹ vậy? Con làm gì từ trước tới nay con chưa bao giờ phải nhìn sắc mặt ai cả, kể cả mẹ." Bà Vân Oanh rất khó chịu nhưng bà nhẫn nhịn và không nói gì nữa, để tùy ý con dâu. Mua đồ xong, bà Vân Oanh và Thúy Vi ra cửa để chờ lái xe tới thì có hai mẹ con nghèo khổ đi ăn xin qua. Họ chìa tay xin tiền Thúy Vi. Bà Vân Oanh mở ví ra lấy tiền để đưa cho mẹ con ăn xin kia. Nhưng Thúy Vi đã nhanh tay tháo chiếc nhẫn cưới ra, đưa cho hai mẹ con người ăn xin kia: "Chị mang đi bán đi, nhẫn kim cương đấy, đủ cho hai mẹ con chị sống thoải mái trong vài năm tới." Bà Vân Oanh liền ngăn con dâu lại: "Kiểu Vi, nhẫn cưới không thể tùy tiện cho đi như thế đâu con." Thúy Vi nhếch mép cười: "Giữ lại nhẫn cưới làm gì hả mẹ, đằng nào chúng con cũng ly hôn mà." "Vi, con nói linh tinh gì đấy?" Thúy Vi cười nhạt: "Về thôi, con mệt rồi." Trong ngày sinh nhật của Thúy Vi, bố mẹ chồng cô mua tặng cô một sợi dây chuyền trị giá hơn 2 tỷ và bảo Thế Anh đeo vào cổ cho cô. Nhưng mặt cô vẫn lạnh lùng không cảm xúc. Bố chồng cô đưa menu cho cô để cô chọn món ăn tối nay thì cô thở dài và nói: "Đủ rồi, con không muốn sống ở đây nữa, con muốn ly hôn." Ông hoàng gia cau mày nhìn Thế Hải hỏi: "Rốt cuộc hai đứa bị làm sao vậy hả?" Thúy Vi gắt lên: "Bố thôi đi, con không muốn làm con rối trong cuộc hôn nhân này nữa, con muốn là chính con." Nói xong Thúy Vi đứng dậy, cô giật sợi dây chuyền trên cổ ném xuống đất rồi bỏ về. Mẹ chồng cô chạy theo để khuyên cô, còn ông hoàng gia thì tát thẳng vào mặt Thế Hải, ông giận dữ nói: "Con không nói được vợ con sao, giờ nó lại còn đòi ly hôn nữa, không ra thể thống gì cả. Chuyện này mà để lộ ra thì hai gia đình còn mặt mũi nào nữa, con tự lo liệu đi." Thế Hải mệt mỏi trở về nhà. Tối hôm đó Thế Hải và Thúy Vi lại cãi nhau một trận kịch liệt nữa. Thúy Vi đập bể hết đồ đạc trong phòng. Thế Hải ngồi hút thuốc với tâm trạng nặng nề. Thúy Vi gắt lên: "Anh không thấy chán sao?" Thế Hải im lặng. Thúy Vi nhếch mép nói: "Anh không chán, nhưng tôi chán lắm rồi. Chúng ta mau ly hôn đi." "Ly hôn là chuyện không thể, vì bố mẹ hai bên không bao giờ đồng ý. Em biết rõ chuyện đó mà." "Chúng ta bí mật ly hôn rồi công bố với hai gia đình sau. Tới khi đó mọi chuyện đã xong rồi thì bố mẹ chúng ta không thể làm gì được nữa." "Vậy em cứ tiến hành đi, chứ anh thì hết cách rồi. Vì lần trước chưa kịp nộp đơn đã bị bố mẹ phát hiện, nên giờ em làm được thì em cứ làm." "Thế không lẽ chúng ta cứ sống như thế này cả đời ư?" "Thúy Vi, anh biết giờ em đang thích một người đàn ông khác nên em mới nhất quyết muốn ly hôn như vậy. Nhưng anh khuyên em hãy suy nghĩ lại đi." "Suy nghĩ lại ư?" "Đúng vậy. Em chấm dứt với người đó đi, anh sẽ cố gắng hòa hợp với em. Chúng ta hãy thử yêu thương nhau và cùng nhau vun đắp cho cuộc hôn nhân này xem sao."
Anh bị điên thật rồi. Em và anh không có tình cảm với nhau thì vun đắp kiểu gì chứ? Thế anh mới nói chúng ta hãy thử quan tâm nhau, yêu thương nhau đi. Biết đâu tình cảm sẽ nảy sinh. Không bao giờ. Em đã thích người khác rồi. Anh ấy nghèo nhưng anh ấy yêu em bằng cả trái tim mình. Em cần anh ấy. Vậy nên chúng ta hãy nghĩ cách để ly hôn đi. Cuộc cãi vã của Thế Hải và Thúy Vi chưa bao giờ có hồi kết. Sau đó Thế Hải đi vào phòng sách ngủ như mọi lần. Thúy Vi nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được. Cô chán cuộc hôn nhân này lắm rồi. Nhưng vì lợi ích của hai gia đình, cô không biết phải làm sao nữa. Một năm qua sống trong cái mác hôn nhân hạnh phúc, cô đã quá mệt mỏi rồi. Bây giờ cô đang quen một người đàn ông khác. Anh ấy nghèo, nhưng anh ấy luôn mang tới cho cô những cảm giác hạnh phúc và bình yên nhất. Nhưng phải làm sao cô có thể đến với anh ấy được? Bố mẹ cô mà biết, chắc chắn anh ấy sẽ phải biến mất vĩnh viễn. Ngoài thời gian ở công ty ra, thì khi về nhà, Thúy Vi và Thế Hải lúc nào cũng lạnh lùng với nhau. Ngày nào hai người cũng phải cãi nhau một trận thì mới yên được. Một lần Thúy Vi đi du lịch cùng bạn ở bãi biển Nha Trang. Buổi chiều cô rủ bạn đi dạo, nhưng bạn cô uống nhiều rượu nên buồn ngủ và không đi. Thúy Vi thở dài rồi đi dạo một mình. Ở gần bãi biển có một gia đình nhỏ. Một người phụ nữ đang ngồi xếp những con ghẹ vào giỏ, vừa xếp ghẹ và vừa gọi. Vân ơi, Vân. Lại ngủ rồi, suốt ngày chỉ biết ngủ thôi. Người ta nuôi con gái lớn, bố mẹ được an nhàn. Còn cái nhà này, con gái càng lớn, bố mẹ càng vất vả hơn. Sao không có ai rước nó đi giúp mình nhỉ? Vân ơi, mày có dậy đi bán ghẹ cho tao không hả? Tiếng mẹ quát ầm làm tôi giật mình, tôi bật dậy nhanh như lò xo luôn. Dạ, ai gọi con đấy, có con đây. Đi bán ghẹ đi, nhanh lên. Hôm nay mà không bán hết, mai ăn cơm với muối, biết chưa? Thế nếu con bán hết thì sao? Thì mai tao mua thịt lợn, thế mà cũng hỏi. Mẹ chắc chắn nhé, con sẽ bán hết ngay thôi. Mai mẹ nhớ mua một cân thịt ba chỉ về luộc đấy. Cả tuần nay mẹ cho con ăn cá biển, con chán lắm rồi. Tao biết rồi, đi bán mau đi. Tôi nhanh chóng bê giỏ ghẹ lên xe đạp và đạp xe thẳng ra bờ biển để bán ghẹ cho khách du lịch. Buổi chiều ở bãi biển khách du lịch đông lắm. Tôi dắt xe đạp đi vừa ra bán. Ai ghẹ đê? Ghẹ to, ngon bậc nhất đây ạ. Ai ghẹ đê? Ghẹ em bán lẻ, rẻ như bán buôn. Ai ghẹ đi? Ghẹ đi. Được cái tôi có duyên bán hàng lắm. Mới một lát mà tôi đã bán được một nửa số ghẹ rồi. Thế này, mai được ăn thịt ba chỉ luộc là điều chắc chắn rồi. Mọi người có tò mò về tôi không? Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Thị Vân. Năm nay tôi 24 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên ở gần bãi biển nắng nhiều và gió cũng nhiều nên trông tôi khá già dặn. Bố mẹ tôi bán cá ở bãi biển và tôi cũng nối nghiệp của bố mẹ. Nhưng tôi bán ghẹ, bán tôm, bán cua chứ tôi không bán cá. Bố mẹ tôi buôn bán thu nhập cũng khá, nhưng vì anh trai tôi muốn mua đất và xây nhà trong thành phố và chị dâu tôi muốn sống gần nhà mẹ đẻ nên anh trai tôi cứ đòi bố mẹ tôi mua đất trong đó bằng được để xây nhà riêng cho anh. Vậy nên tích cóp được bao nhiêu tiền, bố mẹ tôi dồn hết để mua đất cho anh ấy. Mua đất xong, anh ấy lại đòi xây nhà để cưới vợ. Bố mẹ tôi lại gồng gánh và vay mượn ngân hàng để đưa tiền cho anh trai tôi xây nhà. Giờ thì cuộc sống của anh trai tôi đã ổn định, nhà đã xây xong, nhưng bố mẹ tôi thì đang phải gồng gánh một khoản nợ lớn. Trước kia anh trai tôi nói với bố mẹ tôi rằng sau này anh ấy và chị dâu tôi sẽ đi làm tích cóp tiền để phụ bố mẹ tôi trả nợ tiền mua đất và xây nhà. Thế nhưng đã nửa năm trôi qua rồi, nhưng anh chị ấy vẫn chưa đưa cho bố mẹ tôi một đồng nào cả. Bố mẹ tôi có gọi điện cho anh ấy, nhưng chị dâu tôi nghe máy và nói giọng khó chịu, nên bố mẹ tôi không nhắc tới số tiền vay nợ nữa. Ông bà lại càng phải cố gắng nhiều hơn. Lúc nào mẹ tôi cũng nói với tôi là sau này lấy chồng thì lấy ở gần nhà thôi, còn gần bố mẹ chứ lại đòi đi xa như anh trai tôi. Cả năm không mò mặt về thăm bố mẹ thì buồn lắm. Nhất định là tôi sẽ lấy chồng gần rồi. Bởi trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ là sau này tôi sẽ đỡ đần bố mẹ, không để bố mẹ tôi phải lo lắng nhiều như ông bà đã lo lắng cho anh trai tôi đâu. Tôi hứa đấy. Tôi bán hết ghẹ và đang đứng đếm tiền thì tôi nghe tiếng gọi. Ghẹ ơi, qua đây. Tôi quay lại nhìn một cô gái xinh đẹp đang ngồi ở ghế uống nước dừa. Chị gọi em à? Cô bán ghẹ phải không? Dạ, nhưng hết rồi. Chị mua nhiều không? Để em gọi cho mẹ em mang ra.
vài con để uống bia thôi. Mà khoan đã, cô lại gần đây. Tôi đi lại gần, cả tôi và chị ấy tròn xoe mắt nhìn nhau. Chị ấy giống tôi y đúc vậy, khuôn mặt dáng người giống lắm luôn. Chỉ khác là tóc chị ấy làm đẹp và nhuộm màu sáng, da chị ấy trắng hơn tôi, chân tay trắng nõn nà chứ không đen nhẻm như tôi. Cả tôi và chị ấy cùng thốt lên. Sao giống nhau quá vậy? Vì quá ngạc nhiên khi có người giống mình đến vậy, nên tôi đã ngồi xuống nói chuyện với chị ấy một lúc. Tôi tên Thúy Vi, 27 tuổi, còn cô? Dạ, em tên Vân, em 24 tuổi ạ. Thúy Vi cứ nhìn tôi không rời mắt, chị liền lấy điện thoại ra và gọi điện cho mẹ chị ấy. Alo, mẹ ơi, cho con hỏi với. Chuyện gì thế con? Ngày xưa bố con có đi tới bãi biển Nha Trang bao giờ không mẹ? Có bao giờ mẹ nghĩ tới việc bố con có con riêng ở đó không mẹ? Con nói linh tinh gì thế hả Vi? Mẹ ơi, có một người giống con y đúc luôn mẹ ơi. Tảo lao quá, thôi mẹ đang bận tí nhé. Ờ, con chưa nói xong mà. Mẹ chị Thúy Vi đã tắt máy rồi, chị nhìn tôi nói. Có khi nào chúng ta là chị em không nhỉ? Tôi cười và nói. Chắc không chị ạ, vì từ bé em đã lớn lên ở đây và chưa bao giờ em thấy ai nói về chuyện em không phải con ruột của bố mẹ em cả. Chắc chúng ta giống nhau chỉ là một sự trùng hợp thôi chị ạ. Ngồi một lúc với chị Thúy Vi thì tôi đứng dậy đi về. Chị Thúy Vi đã chủ động xin số điện thoại của tôi và còn hứa sẽ tới nhà tôi chơi nếu tôi cho phép. Và tất nhiên là tôi đồng ý rồi. Có khách tới nhà chơi bố mẹ tôi lại bán được đồ mà. Về tới nhà tôi hào hứng kể với mẹ. Mẹ ơi, nay con gặp một chị giống con y đúc mẹ ạ. Chỉ là chị ấy giàu có và xinh đẹp hơn con thôi. Mẹ tôi bĩu môi. Xấu như con mà cũng có người giống à? Mẹ thì con thấy con cũng đẹp mà. Sao mẹ cứ chê con xấu là sao nhỉ? Có khi nào con không phải là con ruột của mẹ không? Mà chả xấu thì đẹp với ai? Xấu thì mới không có thằng nào dòm ngó đấy. Tại duyên chưa tới thôi mẹ ơi. Rồi tình yêu tới lại cản không kịp mẹ ạ. Chỉ bốc phét là giỏi thôi. Mà mẹ không tin con nói à? Chị ấy giống con thật đó mẹ. Bao giờ tao nhìn thấy tận mắt thì tao mới tin. Muốn tao tin thì mày dẫn đứa đấy về đây đi. Được rồi, sẽ có ngày con dẫn chị ấy về đây cho mẹ gặp mặt. Mẹ sẽ không thể ngờ được đâu. Ừ, giờ thì đi giặt quần áo đi. Tao đi lấy cá đây. Thúy Vi về khách sạn, cô cứ ngồi suy nghĩ mãi. Bạn cô dạy hỏi. Vi, mày sao thế? Mệt à? Linh ơi, mày có tin trên đời này có hai người giống nhau y đúc mà không cùng huyết thống không? Tin. Ở Mỹ có hai người đàn ông giống nhau như hai giọt nước. Lên báo luôn đó. Nếu ở Việt Nam cũng có hai người giống nhau như thế thì mày nghĩ sao? Cũng bình thường mà. Sao tự dưng mày lại hỏi tao vậy? Tao vừa gặp một đứa giống tao y đúc luôn. Đứa đó kém tao 3 tuổi. Nếu mày gặp mày sẽ giật mình đấy. Thật thế à? Mày gặp ở đâu thế? Lúc chiều tao gặp ngoài bãi biển ấy. Đây tao còn chụp lại mấy tấm ảnh của nó đây này. Mày xem đi. Ừ, giống quá luôn. Hay là con rơi con vãi của bố mày hả? Mới đầu tao cũng nghĩ thế. Nhưng không phải. Thời điểm đó cả nhà tao vẫn sống ở bên anh, chưa về Việt Nam. Nhìn giống thật đấy. Thế này mà nó trang điểm vào thì chắc ai cũng nhận lầm đấy. Đêm hôm đó Thúy Vi nằm nói chuyện với bạn trai một hồi lâu. Bạn trai cô hỏi cô bao giờ mới ly hôn với Thế Hải để đến với anh, thì cô ngập ngừng không biết phải trả lời ra sao nữa. Bởi cô không thể ly hôn với Thế Hải vì lợi ích và công việc của hai tập đoàn lớn. Cô không thể thay đổi được cuộc đời mình. Ngày hôm sau, bạn trai của Thúy Vi tới khách sạn cùng cô. Hai người đã bí mật đi chơi cùng nhau 2 ngày liền. Sau lần đi chơi với bạn trai, Thúy Vi lại càng muốn rời khỏi biệt thự Hoàng Gia hơn. Cô muốn vào lại tất cả để chạy theo tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Vân ơi, Vân. Lại ngủ, con gái con lứa suốt ngày chỉ ngủ với ngủ thôi. Dậy đi bán ghẹ đi. Tôi mở mắt ra nói giọng ngái ngủ. Mẹ cho con ngủ thêm lát nữa đi, con buồn ngủ lắm. Mẹ tôi dựng dậy. Dậy ngay, đi bán sớm về sớm. Ngủ thêm lát nữa thì đến đêm mới về à? Tôi đang mặc cả với mẹ để ngủ thêm thì chị Thúy Vi tìm đến nhà tôi. Có ai ở nhà không ạ? Tôi với mẹ đi ra. Mẹ tôi đã giật mình đầy hoang mang khi nhìn thấy chị Thúy Vi. Con biết ngay mà, mẹ ngạc nhiên lắm đúng không? Sao lại giống y đúc thế chứ? Chuyện này hoang đường thật mà. Chị Thúy Vi cười nói. Trên thế giới cũng có mấy trường hợp giống nhau như đúc mà cô. Cháu có thể vào nhà mình ngồi chơi một lát không cô? Được, cháu mau vào đi.
Chị Thúy Vi ngồi nói chuyện với mẹ tôi một lát, rồi chị đi bán gạy cùng với tôi. Chị đi cùng em nhé. Chị có chuyện gì muốn nói với em à? Ủa, sao em biết là chị có chuyện muốn nói với em? Tại em thấy chị cứ nhìn em không rời mắt ấy. Ừ, đúng là vậy. Giờ chúng ta vào quán nước ngồi một lát nhé. Chị có chuyện này muốn bàn với em. Vâng, thế cũng được ạ. Tôi với chị Vi vào quán nước ngồi. Chị nhìn tôi rồi nói rất nghiêm túc. Vân này, em có ngoại hình giống chị. Em có thể giúp chị việc này được không? Việc gì vậy chị? Em hãy lên thành phố thay chị làm dâu nhà hoàng gia 3 tháng. Hết 3 tháng chị sẽ quay lại đó. Và em trở về đây là em như bình thường. Chị sẽ trả em 3 tháng là 3 tỷ. Ý em thế nào? 3 tháng 3 tỷ ư? Một số tiền không hề nhỏ. Nhưng mà chị vừa nói gì cơ? Làm dâu á? Ừ, em lên đó làm dâu nhà họ hộ chị 3 tháng, chị gửi em 3 tỷ. Chị điên à? Em là gái chưa chồng, giờ đi làm dâu nhà người ta, xem làm được chứ. Chị và con trai nhà hoàng gia đó chỉ là vợ chồng trên giấy tờ thôi. Còn chị và hắn không ngủ chung, không liên quan gì cả. Giờ em lên đó, chị ở nhà ăn chơi và đi làm đẹp mua sắm thôi, chứ không phải làm gì cả. Ăn chơi thả ga 3 tháng, rồi em lại quay về đây là em thôi. Em không mất gì cả, còn được thêm 3 tỷ cùng nhiều thứ mang về. Chuyện quan trọng này chúng ta phải cân nhắc thật kỹ. Nếu để lộ ra thì sao? Chỉ cần em không nói ra thì không ai có thể biết được. Em phải bàn với mẹ em đã. Không được đâu. Nếu để mẹ em biết chuyện này, chị sợ mẹ em sẽ để lộ ấy. Chỉ hai chúng ta biết thôi. Em hãy nói với bố mẹ em là em lên thành phố làm thuê 3 tháng. Như vậy sẽ ổn hơn đấy. Em sợ mẹ em không đồng ý đâu. Em còn phải ở nhà bán cua ghẹ phụ mẹ em nữa. Chuyện đó em không phải lo đâu. Chị đưa tiền cho em, để em đưa trước cho mẹ em. Thấy con gái kiếm được nhiều tiền hơn đi bán cua ghẹ thì mẹ em nhất định sẽ đồng ý, tin chị đi. Nhưng mà em vẫn thấy lo lắm. Em có biết gì về nhà đó đâu. Giờ đùng cái về đó sống, em sợ em không thích nghi kịp đó chị. Chị sẽ gửi cho em xem hình ảnh và thông tin đầy đủ từng thành viên trong gia đình đó. Để em xem trước. Cả những gì em cần làm ở đó chị sẽ liệt kê hết ra cho em. Em sẽ có một tuần để tìm hiểu. Một tuần nữa chị sẽ quay lại đây đón em. Để em tính đã. Có gì mấy hôm nữa em sẽ trả lời chị. Ừ, chị sẽ đợi câu trả lời của em. Chỉ cần em gật đầu, 5 phút sau 3 tỷ sẽ ở trong tay em. Suy nghĩ cho kỹ nhé. Thế chị tính đi đâu 3 tháng hả chị? Chị muốn đưa người chị thương đi tới một nơi bình yên, sống bên nhau 3 tháng. Rồi chị sẽ về làm tròn trách nhiệm của mình. Thế sao chị không ly hôn đi chị? Không thể em ạ. Vì công việc làm ăn của hai bên nên chị vẫn phải duy trì cuộc hôn nhân thương mại này. Chị rất mong em có thể giúp chị. Vâng, vậy mấy hôm nữa em sẽ trả lời chị nhé. Đã 2 ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa quyết định được có nên giúp chị Thúy Vi hay không. Tôi đã đọc tất cả những thông tin chị Thúy Vi cung cấp. Thì bố mẹ chồng chị ấy rất là bận và đi suốt ngày. Còn Thế Hải chồng của chị ấy cũng rất bận việc ở công ty riêng. Nếu tôi lên đó thì tôi chỉ ở nhà chơi không thôi. Thích đi đâu chơi thì đi, muốn ăn gì thì cứ nói với người giúp việc là được. Nhưng tôi đang sống yên bình ở đây, giờ chuyển tới nơi đó mọi thứ đều lạ lẫm. Tôi sợ mình sống không quen. Hay là thôi. Nhưng là 3 tỷ đấy. Có tiền mình trả nợ giúp bố mẹ, để bố mẹ đỡ vất vả. Hay là mình cứ thử một lần xem sao nhỉ? Tôi cứ suy nghĩ mãi không biết là có nên hay không. Đúng lúc đó anh trai tôi báo nợ về nhà. Anh trai tôi chơi cờ bạc nợ người ta 700 triệu. Anh phải trốn về nhà bố mẹ. Mẹ tôi nghe anh nói xong bà ngất luôn. Bởi số tiền bố mẹ tôi mượn ngân hàng còn chưa trả được đồng nào. Thì nay anh lại về báo thêm 700 triệu nữa. Thế này thì bố mẹ tôi làm cả đời cũng không trả hết nợ cho anh ấy được. Mà bây giờ không trả được nợ thì anh trai tôi sẽ bị họ đánh chết. Mẹ tôi khóc sưng cả mắt. Cả ngày hôm nay bà chưa ăn uống gì. Cứ thế này mẹ tôi sẽ ốm mất. Cuối cùng tôi đã đồng ý giúp chị Thúy Vi để lấy tiền trả nợ cho anh trai. Và trả nợ tiền ngân hàng giúp bố mẹ tôi luôn. Tôi nói với bố mẹ tôi là chị Thúy Vi cho tôi mượn tiền để trả nợ cho anh trai. Nên tôi xin bố mẹ cho tôi lên làm việc cho chị ấy. Bố mẹ tôi đã tin lời tôi. Vì tiểu thư Thúy Vi của tập đoàn dầu khí đã đứng ra bảo lãnh thì bố mẹ tôi tin là đúng thôi. Ngay lập tức chị Thúy Vi về đón tôi đi. Thế nào, em sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng rồi chị. Tốt lắm,
Giờ chị đưa em đi làm tóc và tắm trắng trước đã, để em thật sự trở thành tiểu thư Thúy Vi nhé. Dạ chị. Sau một ngày làm đẹp từ đầu cho tới chân và thay đổi cách ăn mặc, thì bây giờ nhìn tôi và chị Thúy Vi giống nhau tới 99% rồi. Tuyệt lắm. Giờ thì chị sẽ đưa em về biệt thự Hoàng Gia. Em đã nhớ những lời chị dặn chưa? Em nhớ rồi ạ. Tốt lắm. Chị Thúy Vi đưa tôi tới cổng biệt thự Hoàng Gia, rồi chị lái xe đi mất hút luôn. Tôi đứng đó mà chân tay cứ run lật bật. Tôi lẩm bẩm: bây giờ mình là Thúy Vi, mình là Thúy Vi. Nhớ nhé Vân, nếu không nhớ mày sẽ chết chắc đấy. Cánh cửa biệt thự mở ra, cô giúp việc cúi đầu chào tôi. Cô đã về rồi ạ? Dạ vâng. Tôi vừa nói vừa run lật bật. Cô giúp việc thấy tôi run quá, cô vội hỏi: cô ơi, cô sao thế ạ? Tôi không sao. Thôi, chúng ta vào trong thôi. Tôi đi vội vào trong. Cô giúp việc nhìn theo với ánh mắt tò mò khó hiểu. Cô Thúy Vi hôm nay sao thế nhỉ? Cả cái dáng đi cũng lạ nữa. Tôi đi qua phòng khách, không thấy ai cả. Chắc bố mẹ chồng hở của tôi không có nhà. Tôi tháo giày cao gót ra, rồi cặp vào nách rồi đi chân không cho thoải mái. Đi giày cao vừa đau chân vừa khó chịu, tôi đi không quen. Tôi đi lên lầu để về phòng chị Thúy Vi đã dặn trước rồi. Nên tôi nhớ là trước cửa phòng có giỏ hoa khô, nên tôi mở cửa và đi vào phòng. Căn phòng ngủ của chị Thúy Vi đẹp như trong phim Hàn Quốc ấy. Chị ấy có một phòng để đồ riêng, quần áo, váy thiết kế, giày dép. Túi xách đồ của chị còn nhiều hơn cả một xóc lớn. Trời ơi, tôi chưa bao giờ được bước chân vào một nơi đẹp sang chảnh và toàn đồ hiệu đắt đỏ như vậy cả. Tôi ngắm đồ một lúc, rồi tôi lấy quần áo đi tắm. Cái nhà tắm của chị Thúy Vi còn to hơn cái nhà ở của mẹ con tôi ở quê. Theo thói quen cũ, tôi vừa tắm vừa hát véo von. Tắm xong tôi đi ra và tôi giật bắn cả người khi thấy Thế Hải đang ngồi lù lù ở ghế. Anh, em mới về à? Đi du lịch có vui không? Giọng anh ấy trầm ấm và rất nhẹ nhàng. Lúc này tôi mới nhìn rõ anh ấy rất đẹp trai. Dáng người chuẩn đẹp như Mỹ Nam Hàn Quốc vậy. Ui ui, người đẹp trai như thế này sao chị Thúy Vi lại chê nhỉ? Thúy Vi, em sao thế? Tôi giật mình và thốt lên. Anh đẹp trai quá. Thế Hải nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Em sao thế? Đi du lịch về lại thay đổi tính nết à? Em thay đổi tính nết ư? Đúng vậy, chắc do anh nghe nhầm thôi. Chứ em không chửi anh là anh cảm ơn em rồi. Tôi gãi đầu rồi nói. Anh đẹp trai thật mà. Thế Hải cười. Trời ơi, người gì mà đẹp trai lại cười duyên hết phần thiên hạ thế này chứ? Ông trời ơi, con sống 24 năm trên đời cho tới hôm nay, con mới thấy một người đẹp trai như thế này. Anh, hả? Anh ăn gì mà đẹp vậy? Thế Hải nhìn tôi với ánh mắt hoang mang. Thúy Vi à, em sao vậy? Em không khỏe à? Có cần anh gọi bác sĩ tới không? Sao anh lại nói em như vậy? Em hoàn toàn bình thường mà. Em bình thường mà em nói đều những câu mà chưa bao giờ em nói thế sao? Anh không thể tin nổi là em lại nói những lời như vậy đâu. Thế mọi khi em nói gì à? À, em chửi anh là thằng điên, thằng khốn nạn, thằng ngu. Đấy, hầu như ngày nào chúng ta cũng cãi nhau. Nên bây giờ thấy em ngoan và khen anh đẹp trai nên anh thấy không quen. Em cứ như là em mọi khi đi Thúy Vi ạ. Không, từ bây giờ em sẽ ngoan. Em không chửi anh nữa đâu. Anh đẹp như vậy sao em nỡ chửi chứ? Thế Hải không thể tin nổi là cô vợ ngang ngược của anh lại thay đổi cách nói chuyện với anh như vậy. Anh lấy quần áo đi tắm. Tắm xong anh ấy đi vào phòng sách ngủ và không nói năng một câu gì nữa. Tôi nằm trên chiếc giường của chị Thúy Vi, êm ái và thoải mái thế, tôi tặc lưỡi. Mình cứ hưởng thụ đi, hết 3 tháng mình về quê sống cuộc sống bình thường như trước kia. Nằm trên cái giường này sao mà thoải mái vậy chứ? Giờ mới biết cuộc sống của người giàu và cuộc sống của người nghèo khác nhau là như thế nào. Đêm đầu tiên ở biệt thự Hoàng Gia lạ giường nên tôi không ngủ được. Mọi thứ quá bình yên nên tôi thấy không quen. Bình thường ở nhà mẹ tôi chửi tôi nhiều tới mức cái nóc nhà muốn nổ tung lên luôn rồi ấy. Thế là cả đêm tôi cứ nằm nghĩ linh tinh. Tôi sẽ cố gắng giữ mồm giữ miệng để không để lộ thân phận thật của mình. Còn về ngoại hình thì không đáng lo, vì cô giúp việc và Thế Hải cũng không nhận ra tôi là Thúy Vi giả mà. Chị Thúy Vi đã đưa cho tôi một cái thẻ ngân hàng. Chị nói cần mua gì cứ quẹt thẻ là xong. Người gì mà vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng vậy chứ? Vì quen dậy sớm rồi nên 6 giờ sáng tôi đã dậy. Tôi đi xuống dưới nhà thấy cô giúp việc dậy rồi.
Cô chủ, sao cô dậy sớm thế ạ? Cháu tỉnh giấc nên dậy luôn. Cô đi đâu vậy ạ? Dạ, tôi đi chợ. Cô chủ hôm nay muốn ăn gì ạ? Thịt ba chỉ luộc. Cô mua 1 cân thịt ba chỉ nhé. Cô giúp việc mắt tròn xoe nhìn tôi. Sao hôm nay cô chủ lại thích ăn thịt heo luộc vậy ạ? Cháu thèm thịt luộc cô ạ. À, dạ vâng. Cô giúp việc đi ra cổng rồi nhưng cô vẫn chưa hết ngạc nhiên. Sao cô chủ lại muốn ăn thịt ba chỉ nhỉ? Trước cô ấy không bao giờ ăn mà. Cô ấy còn nói ăn thịt heo cả mỡ cả nạc sẽ tăng cân mà. Tôi đứng dậy tập thể dục một lát thì mẹ chồng tôi dậy. Vi, con dậy sớm thế. Nay con tính đi đâu à? Dạ không ạ. Nay con ở nhà thôi ạ. Con có đi đâu đâu. Ừ. Thế đi chơi về tâm trạng con đã tốt hơn chưa? Dạ tốt lắm ạ. Giờ con thấy mọi thứ đều ổn mẹ ạ. Mẹ chồng hờ nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Sao hôm nay trông con lạ thế? Tôi giật mình và lo sợ. Chết rồi, bà nhận ra mình là giả rồi sao? Tôi ấp úng nói. Mẹ nói vậy là sao ạ? Con không hiểu. Thì bình thường có bao giờ con nói chuyện tử tế với mẹ đâu. Sao hôm nay con lại nói chuyện lễ phép vậy? Thì ra là vậy. Làm tôi tưởng bà ấy phát hiện ra bí mật của tôi rồi chứ. Thế mới biết ngày trước chị Thúy Vi ở đây, chị ấy ngang ngược khó bảo tới mức nào. Tôi khẽ cười rồi nói. Mẹ ơi, ngày trước con có gì không phải với bố mẹ thì bố mẹ bỏ qua cho con nhé. Từ bây giờ con sẽ ngoan và nghe lời bố mẹ ạ. Thúy Vi, con nói thật ư? Vâng ạ. Vậy thì tốt quá rồi, mẹ cảm ơn con. Bố mẹ làm tất cả cũng vì để các con có một cuộc sống thoải mái nhất thôi. Nên mẹ rất mong hai vợ chồng con hòa thuận rồi sớm sinh con. Mong hai con hiểu cho tấm lòng của bố mẹ. Tôi gật đầu nói. Dạ, con sẽ cố gắng ạ. Mẹ chồng hờ của tôi rưng rưng cảm động. Bà nắm tay tôi và nói. Thúy Vi, cảm ơn con đã hiểu cho bố mẹ. Vậy mà thời gian qua mẹ lo cho hai đứa tới nỗi mất ăn mất ngủ đấy. Lúc nào mẹ cũng sợ con đòi ly hôn thôi. Giờ thì tốt quá rồi, cảm ơn con. Dạ mẹ, con cảm ơn mẹ ạ. Thế Hải ngủ dậy, anh ta đứng trên lầu nhìn xuống, thấy mẹ và vợ đứng nói chuyện vui vẻ với nhau. Anh còn giật mình tưởng mình ngủ mơ. Chuyện gì kia? Mẹ và Thúy Vi đứng nói chuyện vui vẻ với nhau sao? Thế Hải dụi mắt nhìn lại. Thật mà, đâu phải mơ đâu. Không lẽ sắp có bão à? Thế Hải còn đang hoang mang thì bố của anh là ông Hoàng Gia đi vào hỏi. Này con trai, con nhìn thấy gì chưa? Con thấy rồi bố ạ. Sắp có bão rồi à bố? Bố cũng nghĩ vậy đấy. Sao tự dưng cái Vi nó lại vui vẻ thế hả con? Bình thường bố mẹ hỏi nó còn không thèm trả lời mà. Có khi nó còn quát thẳng vào mặt cho ấy. Sao hôm nay mới sáng sớm mà nó đã vui vẻ như thế nhỉ? Dạ con cũng không rõ nữa. Nhưng tối hôm qua con thấy cô ấy nói chuyện không được bình thường lắm. Vậy sao? Nó vẫn đòi ly hôn à? Không ạ. Tự nhiên cô ấy ngoan khiến con hoang mang thôi ạ. Thôi bố con mình đi làm sớm đi con ạ. Không bão ập tới lại chạy không kịp đâu. Tôi và mẹ chồng còn đang ngồi nói chuyện thì bố chồng tôi và Thế Hải đi làm. Mẹ chồng tôi liền hỏi. Sao hôm nay hai bố con ông đi làm sớm vậy? Nhà mình còn chưa ăn sáng mà. Bố chồng tôi liền nói. À, nay bố con tôi ra ngoài ăn sáng. Mẹ con bà ở nhà cứ thong thả nhé. Thế Hải cười nói. Dạ đúng ạ. Thế là hai người đàn ông quyền lực của tập đoàn Hoàng Gia vội vã rời khỏi biệt thự. Cô giúp việc cầm túi thịt ba chỉ ra hỏi tôi. Cô ơi, tôi luộc hết cả hay là bớt lại à? Cô cứ luộc hết cho cháu. Có sợ nhiều quá không cô? Mẹ chồng tôi liền mắng cô giúp việc. Cô chủ bảo sao thì cứ làm như thế đi. Dạ thưa bà. Trong lúc chờ thịt chín, mẹ chồng tôi liền hỏi tôi. Con ơi, lát mẹ con mình đi mua túi sách đi. Hôm nay bên Hermès có mẫu mới ra mắt đó con. Tôi không biết Hermès là cái gì nên tôi ngây thơ hỏi bà. Hermès là gì thế mẹ? Mẹ chồng tôi ngạc nhiên hỏi tôi. Con đang nói đùa mẹ đấy à? Con nói thật mà, Hermès là gì vậy à? Trên phòng con có rất nhiều túi sách Hermès đó. Con lại đùa mẹ rồi. Tôi mới chợt nhớ ra tôi đang giả mạo chị Thúy Vi nên tôi vội nói. Dạ, con đùa mẹ chút cho vui ạ. Trông còn lạ lắm Vi ạ, con đang có ý định gì à? Tôi cuống lên chưa biết nói sao để bà ấy không nghi ngờ. Thì cô giúp việc bê ra một đĩa thịt ba chỉ luộc lớn, thịt nóng hổi luôn. Tôi nuốt nước bọt ực một cái rồi nói. Cô cho cháu xin ít gia vị ạ, thêm chanh với ớt cô nhé. Dạ thưa cô.
Mẹ chồng hờ của tôi nhìn thấy đĩa thịt lớn mà bà ấy ngại. Mới nhìn đã thấy ngấy rồi. Mà sao tự dưng con lại thèm ăn thịt heo luộc vậy con? Dạ, con cũng không biết nữa ạ. Tự dưng con cứ thấy thèm thôi. Thế là tôi ngồi ăn ngon lành trước mặt mẹ chồng. Chỉ vài phút tôi đã đánh bay đĩa thịt không sót miếng nào. Mẹ chồng tôi nhìn tôi ăn mà bà sợ luôn. Ngon quá mẹ ạ. Mẹ chồng hờ của tôi nhìn tôi bà câm nín luôn. Tôi ăn no bụng xong tôi cầm cái đĩa đi rửa. Cô giúp việc cuống lên ngăn tôi lại. Cô cứ để đó cho tôi ạ. Cô ra ngồi chơi với bà đi. Có cái đĩa thôi mà, cô cứ để cháu rửa cho. Không, không được đâu. Cô để tôi rửa, không bà chủ đuổi việc tôi đó cô ơi. Cô tào lao thật. Sao mẹ chồng cháu lại đuổi việc cô chứ? Tôi vui vẻ rửa đĩa rồi để lên chặn bát đĩa. Sau đó tôi còn lấy khăn lau bếp ga giúp cô ấy. Khiến mẹ chồng tôi thật sự hoang mang. Bà nghĩ mãi cũng không thể hiểu được tại sao tôi lại cư xử như vậy. Lau bếp xong tôi bế con mèo cảnh lên lầu chơi. Cô giúp việc chạy ra hỏi bà Vân Oanh. Bà ơi, cô Thúy Vi hôm nay làm sao vậy bà? Tôi cũng không biết nữa. Sao tự dưng nó lại thay đổi tính nết như vậy nhỉ? Mà điều tôi thấy lạ nhất đó là nó ăn hết một đĩa thịt lớn như thế. Từ ngày nó về đây chưa bao giờ tôi thấy nó ăn nhiều như vậy. Bình thường nó chỉ ăn vài miếng cơm thôi. Thế mà hôm nay nó ăn nhiều tôi không thể hình dung được luôn. Bà ơi, tôi bảo này, có khi nào cô Thúy Vi đang mang thai không? Gì cơ? Thúy Vi đang mang thai ư? Dạ vâng thưa bà, vì những người mang thai thường hay thèm ăn cái gì đó và tính nết cũng thay đổi đó bà. Ừ nhỉ, có khi nào Thúy Vi mang thai thật? Thế mà tôi không nghĩ ra đấy. Như vậy là tôi sắp có cháu bé rồi ư? Dạ đúng rồi, chúc mừng phu nhân ạ. Trời ơi, nếu Thúy Vi mà mang thai thật thì quá tốt luôn. Hoàng gia sắp có thêm thành viên mới rồi. Tôi phải lên hỏi con bé mới được. Tôi đang nằm chơi với em mèo trên phòng thì bà Vân Oanh đi lên gõ cửa. Vi ơi, mẹ vào nhé. Vâng, mẹ vào đi ạ. Bà Vân Oanh lại gần và nhìn chằm chằm vào bụng tôi. Bụng lùm lùm rồi, con đang có thai đúng không hả con? Tôi cười gượng gạo. Dạ không mẹ ạ. Thôi, con đừng giấu mẹ nữa. Có thai là tin tốt mà. Bố mẹ đang mong có cháu bé đây. Dạ không phải thật mà mẹ. Bà Vân Oanh cứ nhìn bụng tôi rồi gật gù. Đúng rồi, bụng con dạo này to hơn trước rồi, con có thai rồi đúng không? Con đừng giấu mẹ nữa. Cứ nói thật với mẹ, mẹ thưởng nóng 1 tỷ, con đồng ý không? Trời ơi, con vừa ăn hết 1 cân thịt luộc, nên cái bụng con mới lùn lùn vậy đó. Chứ con làm sao mà có thai được, vô lý hết sức. Vô lý cái gì chứ, hai đứa cưới cũng 1 năm rồi mà. Nếu mà nhanh thì giờ mẹ đã có cháu rồi chứ. Thế con có thai mấy tháng rồi, đã đi siêu âm chưa? Bác sĩ nói sao hả con? Con không có thai thật mà mẹ, mẹ phải tin con chứ. Linh tính của mẹ mách bảo là con đang có thai Vi ạ. Hay bây giờ mẹ đưa con đi khám thai nhé. Trời đất ơi, tôi sắp phát rồ lên với bà ấy rồi. Tôi là Vân chứ tôi có phải là chị Thúy Vi đâu. Mà tôi có thai chứ. Nhưng tôi không thể nói ra thân phận của mình được. Bởi lẽ tôi đã cầm tiền của chị Thúy Vi rồi. Giờ đã lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. Chứ biết làm sao được nữa. Mặc cho tôi có giải thích như thế nào thì bà Vân Oanh vẫn khẳng định là tôi đang mang thai. Bà còn gọi bác sĩ tới khám cho tôi ngay tại nhà. Bác sĩ thông báo là chưa thấy gì cả thì bà lại nghĩ là mới có nên siêu âm chưa thấy. Trời ơi, bà ấy mong bế cháu tới mức này lú lẫn rồi sao? Cũng kể từ lúc đó bà bắt đầu lên thực đơn đồ ăn hàng ngày cho tôi luôn. Những món gì tốt cho mẹ và bé là ngay lập tức bà đặt mua về cho tôi. Cứ cái đà này chắc 3 tháng nữa hết thời gian ở đây. Tôi về quê với mẹ tôi chắc mẹ không nhận ra tôi mất. Rồi cân tăng vù vù phanh không kịp. Chiều hôm đó, Thế Hải đi làm về. Anh vừa vào nhà bà Vân Oanh đã gọi. Con trai về rồi à, lại đây mẹ bảo. Dạ, mẹ bảo gì con à? Ngồi xuống uống cốc nước đi đã. Dạ. Hải này, vợ con đã mang thai rồi đấy. Hả? Hải đang uống nước nghe mẹ nói, anh sặc nước ho sụ sụ. Mẹ vừa nói gì cơ? Cái Vi mang thai rồi. Con làm chồng kiểu gì mà vợ mang thai cũng không biết thế hả? Mẹ đang trêu con đấy à? Trêu cái con khỉ ấy. Mẹ nói thật đấy. Mấy hôm nay nó thay đổi nhiều lắm. Ăn cũng nhiều nữa. Phụ nữ sẽ thay đổi tính nết và cách suy nghĩ khi mang thai con ạ. Mặt Hải thoáng buồn, anh nghĩ thầm. Vậy là cô ấy có thai với người đàn ông đó rồi. Tệ thật. Thế Hải, con đang nghĩ gì thế? Không có gì ạ. Vậy là mấy tháng nữa nhà mình sẽ có thêm một thiên thần nhỏ rồi. Thích thật đấy.
Giờ con phải hết lòng yêu thương vợ con nhé. Phụ nữ mang thai hay suy nghĩ lắm đấy. Con phải yêu thương vợ con thật nhiều biết chưa? Thế Hải im lặng không trả lời. Mẹ anh hào hứng nói. Tin tốt lành này thì chúng ta phải ăn mừng mới được. Mẹ sẽ chuẩn bị một bữa tiệc ngay tại nhà mình và mời ông bà thông gia sang chung vui con ạ. Hải thở dài rồi nói. Vâng, mẹ muốn làm sao thì làm, con lên lầu đây. Cái thằng này mẹ còn chưa nói xong mà. Hai mẹ con mình ngồi bàn bạc một lúc đã. Hải vẫn không nói gì, anh đi thẳng lên lầu. Tôi nằm lướt điện thoại thấy Hải đi vào, tôi vui vẻ hỏi. Anh đi làm về rồi à? Hải không trả lời, anh lấy quần áo rồi đi tắm. Ủa, có chuyện gì sao? Sao tôi hỏi mà anh ấy không trả lời? Người gì mà lạnh lùng quá vậy? Ngồi ăn tối, bà Vân Oanh liên tục gắp đồ ăn vào bát cơm của tôi. Ăn đi con, bây giờ con phải ăn nhiều vào nhé. Ăn nhiều như thế này chắc con lăn không nổi đâu mẹ ơi. Lăn là lăn thế nào? Con phải ăn nhiều cho có chất để em bé phát triển tốt con ạ. Ông Hoàng Gia ngạc nhiên hỏi. Con dâu có thai rồi ư? Đúng vậy ông ạ. Thế thì quá tốt rồi. Nếu là con trai lại càng tốt. Mà sinh đôi hai đứa thì lại càng tốt hơn ông nhỉ. Bố chồng tôi vừa ăn vừa bàn tính chuyện tương lai cho cháu đích tôn. Rằng sau này sẽ mua cho cháu những gì. Cho cháu học ở trường danh tiếng nào. Đi du lịch những đâu. Trời đất ơi, họ đang bàn tính chuyện tương lai cho cái bụng mỡ của tôi đấy. Chứ tôi làm sao mà có thai được. Tôi đã yêu ai bao giờ đâu. 24 năm sống trên đời tôi còn chưa có mảnh tình rách nào vắt vai cả. Ông trời không có mắt mà. Tôi sinh thế này mà lại để tôi ế không vậy đó. Mặt Thế Hải vẫn lạnh tanh, anh đứng dậy và đi lên lầu. Con trai ăn nhanh vậy con. Con đủ rồi ạ. Mặt anh vẫn lạnh tanh và không chút cảm xúc nào. Ăn tối xong tôi đi lên lầu thì Thế Hải đã sang phòng sách ngủ rồi. Trời đất, anh ta lạnh lùng và tiết kiệm lời nói như vậy sao? Chả trách chị Thúy Vi bỏ theo người đàn ông khác. Người lạnh lùng vô tâm như vậy thì ai mà chịu nổi chứ. Một tuần ở biệt thự Hoàng Gia, nhưng tôi và Thế Hải chỉ nói chuyện với nhau có vài câu ngày hôm đầu tiên về đó thôi. Còn từ ngày hôm sau khi bà Vân Oanh thông báo tôi có thai thì tôi và anh ấy đã không còn nói chuyện với nhau nữa. Chính thái độ lạnh lùng của Thế Hải lại làm tôi càng thêm tò mò về con người lạnh lùng này. Buổi sáng Thế Hải bước ra từ phòng khách, tôi vội chạy ra hớn hở hỏi. Anh Thế Hải. Thế Hải vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh. Có chuyện gì? Sao mấy ngày hôm nay anh không nói chuyện với em vậy ạ? Tôi bận. Em thấy anh có bận gì đâu. Anh vào phòng sách ngủ thôi, chứ anh có làm gì đâu ạ. Thế Hải im lặng không trả lời, tôi lại nói thêm. Đẹp trai thế mà lạnh lùng vô tâm. Ừ, tôi là vậy đấy. Bảo sao chị? Tôi chợt nhớ ra nên im bặt không nói nữa. Thế Hải cũng không bận tâm, ngồi lướt điện thoại và coi như tôi không tồn tại vậy. Tôi thở dài rồi đi vào nhà vệ sinh và tôi đâm thẳng vào cánh cửa rầm một cái. Á, đau quá. Lúc này Thế Hải mới lên tiếng. Đang mang thai, đi đứng cẩn thận vào. Tôi bực quá mới gắt lên. Em không có thai, mọi người cái nhà này kỳ thật đấy. Có thai thì cô cứ nhận là có thai, sao phải giấu giếm. Thế cô nói dối bố mẹ tôi là cô có thai với tôi à? Anh bị gì vậy hả? Tôi nói không đúng sao? Đáng lẽ ra cô nên nói thật ra là đứa bé là con của người đàn ông đó. Thì bố mẹ tôi sẽ tức giận và đồng ý cho chúng ta ly hôn. Cô sẽ được tự do đến với người đàn ông đó. Vậy sao cô không nói thật? Tôi bực quá gắt lên. Em nhắc lại là em không có thai. Em còn chưa có người yêu đây này. Chẳng lẽ em lại chửa hoang à? Trời đất ơi! Nói mãi mà cái nhà này toàn người bảo thủ thôi, bực mình thật sự. Tôi vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa mạnh tới mức cánh cửa muốn bật tung ra, tôi vùng vằng. Bực mình thật đấy. Có thai cái con khỉ ấy. Mình vẫn còn chưa được ngủ với thằng nào mà. Còn chưa biết mùi đời nữa. Cái cú thật. Thế Hải đứng dậy mở tủ lấy quần áo. Anh lẩm bẩm. Cô ta nói cái quái gì mà mình nghe thấy khó hiểu vậy. Rõ ràng là cô ta yêu người đàn ông đó gần 2 năm nay rồi. Còn bí mật hẹn hò với người đó ở Nha Trang. Vậy mà còn chối cãi làm gì? Cô ta nghĩ cô ta làm gì mình không biết sao? Thế Hải nhìn xuống dưới thì thấy một cái ví nhỏ. Cái gì đây? Sao ai lại để trong tủ quần áo của mình vậy nhỉ? Thế Hải mở ra xem thì thấy một thẻ căn cước công dân mang tên Nguyễn Thị Vân, địa chỉ quê quán tận Nha Trang. Vân là ai vậy nhỉ? Mà điều khiến Thế Hải ngạc nhiên là ảnh trên căn cước giống hệt với vợ anh, chỉ khác kiểu tóc thôi. Thế Hải cau mày lại khó hiểu. Cô gái tên Vân này có quan hệ gì với Thúy Vi nhỉ? Không lẽ là chị em sinh đôi ư?
Mà không đúng, cô ta kém Thúy Vi 3 tuổi cơ mà. Mà Thúy Vi đâu có em gái đâu. Chuyện này là sao nhỉ? Tôi mở cửa đi ra. Thế Hải nhìn tôi làm tôi khó hiểu. Anh nhìn cái gì mà nhìn, không đi làm đi. Ừ, tôi đi làm đây. Không tiễn. Thế Hải tới công ty, anh lấy cái thẻ căn cước ra và gọi trợ lý Dung. Chị Dung vào tôi nhờ chút. Dạ, có chuyện gì vậy ạ? Chị tìm hiểu về cô gái này giúp tôi với nhé. Dạ vâng sếp. Thế Hải nằm ngửa ra ghế, anh thở dài. Không lẽ cô gái đang ở trong nhà mình là cô gái tên Vân đó? Chứ một tiểu thư ngang ngược như Thúy Vi sẽ không bao giờ cư xử biết điều như vậy đâu. Người thì giống đấy, nhưng tính cách, dáng đi hoàn toàn khác nhau mà. Chuyện này rốt cuộc là sao nhỉ? Trong lúc công ty chờ tin của trợ lý Dung thì bạn của Thế Hải gọi điện cho anh. Tôi nghe bạn ơi. Bạn đang ở đâu đấy? Tôi ở công ty, bạn bảo gì tôi à? Có chuyện này tôi không biết có nên nói với bạn không, nhưng mà tôi thấy bức xúc quá bạn ạ. Bạn nói nhanh đi, bạn làm tôi tò mò quá đấy. Tôi vừa gặp Thúy Vi đi cùng một người đàn ông đấy, họ còn nắm tay tình cảm lắm. Bạn trông vợ bạn kiểu gì thế hả? Bạn nhìn thấy Thúy Vi ở đâu? Vũng Tàu, tôi đang ở Vũng Tàu mà bạn. Tôi vừa gặp lúc sáng, tôi còn chụp lại vài tấm ảnh đấy để tôi gửi cho bạn. Nhìn mấy tấm hình bạn gửi cho, Thế Hải sững người. Đúng là Thúy Vi thật, cô ấy nắm tay người đàn ông kia. Vậy người đang ở nhà anh rốt cuộc là ai? Tại sao lại giống Thúy Vi như vậy? Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy? Tới chiều thì trợ lý Dung đã cung cấp đầy đủ thông tin cho Thế Hải. Anh đọc thông tin xong, anh chỉ thở dài thôi, chứ anh không hề nổi giận. Ngay lập tức Thế Hải đi về nhà. Ở nhà chơi mãi cũng chán lắm, tôi bế con mèo ra vườn hoa chơi. Thế Hải về tới nhà, anh ta ngồi trong xe và nhìn ra vườn hoa. Giống y hệt luôn. Bảo sao cô ta ở đây nửa tháng rồi mà nhà mình không ai phát hiện ra cả. Nguyễn Thị Vân. Tôi giật mình khi nghe thấy ai đó gọi tên mình. Tôi quay lại và giật bắn cả người khi thấy Thế Hải đang đứng nhìn tôi. Tôi lắp bắp. Anh sao anh về giờ này chứ? Mẹ tôi đâu rồi? Mẹ đang ở trong nhà ấy. Tôi nói xong vội bước thật nhanh đi để tránh mặt Thế Hải. Đứng lại. Chết rồi, anh ta gọi mình. Hay là anh ta phát hiện chuyện gì rồi? Tôi quay lại và cười gượng. Anh bảo gì em vậy? Lên xe chúng ta đi ăn. Cảm ơn, em không đói. Thế Hải lập tức kéo tay tôi đi. Đi thôi. Thế Hải đẩy tôi lên xe rồi anh lái xe đi. Em không đói thật mà, anh đi một mình đi. Chúng ta đi một lát thôi. Thế Hải đưa tôi tới một nhà hàng sang trọng. Nhìn vẻ mặt bình thản lạnh lùng của anh, tôi lại càng sợ hơn. Em gọi đồ đi. Tôi cầm quyển menu cứ lật đi lật lại. Đều những món lạ, em không ăn bao giờ, sợ em ăn không được. Đây là nhà hàng quen thuộc của em à? Trước ngày nào em cũng tới đây ăn đấy. Tôi cười gượng. Giờ em thay đổi khẩu vị rồi chăng? Thế Hải nhìn thẳng vào mắt tôi và nói. Em thay đổi khẩu vị hay em không phải là Thúy Vi? Chết rồi, anh ta phát hiện mình là giả rồi ư? Sao nhanh vậy chứ? Mới có nửa tháng mà đã bại lộ thê thảm như thế này sao? Mình phải ăn nói sao với chị Thúy Vi bây giờ? Tôi vẫn cố cãi. Anh nói linh tinh cái gì vậy? Em là Thúy Vi mà, chỉ là dạo này em thay đổi khẩu vị chút thôi mà. Nguyễn Thị Vân 24 tuổi, làm nghề bán cua, ghẹ ở bãi biển Nha Trang. Mẹ tên Hà Thị Nga 52 tuổi, bố tên Nguyễn Văn Quốc 55 tuổi, bán cá ở chợ hải sản. Anh trai là Nguyễn Văn Đạt, chị dâu là Hoàng Thu Trang. Anh nói có đúng không Vân? Chết rồi, sao anh ta lại biết rõ về nhà mình như thế chứ? Lộ hết rồi sao? Tôi sợ quá cuống lên giải thích. Em, thực ra là chị Thúy Vi thuê em. Nào, em cứ bình tĩnh. Chúng ta vừa ăn vừa thong thả nói chuyện. Anh có làm gì em đâu, sao em lo lắng vậy chứ? Không còn cách nào khác nữa. Tôi bắt buộc phải kể toàn bộ sự việc cho Thế Hải nghe. Tôi mở điện thoại ra cho anh đọc bản cam kết của tôi và chị Thúy Vi. Thật may mắn, vì anh biết sự thật nhưng anh không hề nổi giận. Mọi chuyện anh thắc mắc đã được giải quyết xong. Em ăn đi, không đồ ăn nguội không ngon đâu. Tôi sợ quá, mọi chuyện đã bại lộ hết rồi. Mà còn hơn 2 tháng nữa mới hết thời hạn. Tiền của chị Thúy Vi đưa tôi đã trả nợ cho bố mẹ và anh trai hết rồi, còn gì nữa đâu. Giờ mọi chuyện đổ bể hết, tôi lấy tiền đâu mà trả cho chị Thúy Vi chứ? Rồi chị ấy sẽ làm khó tôi vì tôi để lộ chuyện. Trời ơi, tôi biết phải làm sao đây.
Thế là tôi òa lên khóc. Tôi khóc nức nở ngay tại đó. Mọi người xung quanh cứ quay lại nhìn tôi. Mọi người cứ nhìn thấy Hải với ánh mắt khó hiểu. Anh vội nói: Em đừng khóc nữa, người ta đang nhìn đấy. Tôi lại càng khóc to hơn. Em đừng khóc nữa, anh xin em đấy, người ta đang nhìn mình kìa. Tôi cứ khóc nức nở lên. Chết em rồi, giờ mọi chuyện lộ hết chị Thúy Vi mà bắt đền em, thì em lấy tiền đâu mà trả cho chị ấy bây giờ, giờ em phải làm sao bây giờ chứ? Thấy tôi khóc to quá, thế Hải liền nói: Được rồi, anh sẽ giải quyết cho. Em làm ơn đừng khóc nữa, không mọi người lại nghĩ anh bắt nạt em đấy. Kệ anh chứ. Thôi anh xin em muốn nói gì cứ nói với anh. Anh sẽ giải quyết hết, chỉ cần em đừng khóc nữa, có được không? Tôi lập tức nín khóc luôn. Anh hứa đi. Rồi, anh hứa, được chưa? Anh có thể cho em ở nhà anh hết thời hạn 3 tháng được không? Bởi vì số tiền chị Thúy Vi đưa em đã trả nợ cho gia đình em hết rồi. Giờ em không có tiền để bù cho chị Thúy Vi nữa. Anh cứ coi như em là chị Thúy Vi và giữ bí mật giúp em được không ạ? Thế Hải im lặng không nói gì. Tôi lại òa lên khóc. Thôi được rồi, anh đồng ý, em đừng khóc. Anh sợ nhất thấy con gái khóc đấy, khủng khiếp thật sự. Dạ, anh đồng ý rồi nhé, không được nuốt lời đâu đấy. Ừ. Tôi cười ngay được. Anh tốt bụng thật đấy, vừa đẹp trai vừa tốt bụng. Thế Hải thở dài rồi nói: Anh và Thúy Vi vốn dĩ kết hôn là do hai gia đình hai bên quyết định mà. Cô ấy và người đàn ông đó yêu nhau cũng gần 2 năm rồi. Anh và cô ấy muốn ly hôn lắm, nhưng bố mẹ hai bên không đồng ý. Nên giờ mọi chuyện như vậy anh cũng không trách cô ấy đâu. Nên em cứ ở đây hết 3 tháng rồi về nhà. Chỉ cần em giữ kín, đừng để bố mẹ anh biết. Còn anh thì em không phải lo đâu. Dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ. Thế Hải lấy thẻ căn cước ra đưa cho tôi. Trả em đấy. Sao anh lại có nó vậy? Em để trong tủ quần áo của anh đấy, phải cẩn thận chút chứ. Tôi gãi đầu nói. Sao em lại để đó được nhỉ? Em cứ tưởng mình cất kín lắm rồi mà. Thế Hải dễ tính hơn tôi nghĩ. Thế mà lúc đầu nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, tôi cứ sợ mãi. Cũng từ lúc đó tôi và anh nói chuyện với nhau thoải mái hẳn. Tôi được là chính tôi, chứ không phải e dè trong thân phận của chị Thúy Vi nữa. Thế Hải cũng thoải mái với tôi hơn. Anh cười và nói chuyện nhiều hơn. Anh kể với tôi rằng trước kia anh và chị Thúy Vi luôn bất đồng quan điểm. Hai người chưa bao giờ ngồi lại và nói chuyện tử tế với nhau cả. Nên giờ nói chuyện với tôi anh rất thoải mái. Tôi và Thế Hải vừa về tới nhà thì bà Vân Oanh đã đi ra cửa ngó nghiêng. Hai đứa đi chơi cùng nhau à? Dạ mẹ. Dạo này tình cảm đi lên rồi đúng không? Đúng là chuyện tốt mà. Có cần mẹ đặt vé cho hai đứa đi chơi một chuyến để hâm nóng tình cảm không? Thế Hải phì cười, còn tôi thì vội xua tay. Dạ không ạ. Con mới đi chơi nửa tháng trước mà. Nhưng khi đó thằng Thế Hải bận có đi cùng đâu. Bây giờ hai đứa cùng đi với nhau mới tình cảm chứ. Dạ thôi ạ. Để sau này chúng con đi sau ạ. Tôi đi lên lầu luôn. Thế Hải ngồi uống trà với mẹ ở phòng khách. Này con, hai đứa dạo này tốt chứ? Thế Hải cười nói. Dạ cũng tốt ạ. Thế chuyện nó nói không có thai là thật sao? Dạ không phải có thai đâu mẹ. Mẹ đừng bắt cô ấy nhiều. Nhiều mà cô ấy sợ. Thế mà mẹ tưởng. Rồi từ từ sẽ có mà mẹ. Mẹ vội gì chứ? Bà Vân Oanh bĩu môi. Đồ kém cỏi. Sao mẹ lại nói con vậy ạ? Không làm vợ có thai được thì là thằng đàn ông kém cỏi chứ sao? Bà Vân Oanh giận dỗi bỏ về phòng. Thế Hải gãi đầu gãi tay lẩm bẩm. Có được làm ăn gì đâu mà có thai với không có thai chứ. Khổ thân mình quá mà. Như thường lệ, cứ tối đến là Thế Hải sẽ đi tắm và đi vào phòng sách ngủ. Mà từ hôm về đây sống tôi chưa bao giờ vào phòng sách cả. Lúc nào Thế Hải cũng đóng kín cửa làm tôi thấy tò mò. Trong đó có gì lạ không nhỉ? Tôi ở ngoài nhìn cửa phòng sách mở hé. Tôi liền đẩy cửa đi vào trong. Thế Hải nằm ngủ trên một chiếc đệm. Anh cởi trần chỉ đắp chăn che từ bụng xuống chân. Đẹp trai thế. Thân hình chuẩn quá. Đẹp quá. Tôi nhìn ngó xung quanh phòng sách một lượt. Đúng là phòng sách có khác. Chỉ đều thấy sách thôi. Tôi lại đi tìm quyển sách để đọc thử. Ma đạo tổ sư. Anh ấy cũng thích thể loại này ư? Đây là chuyện đa mỹ mà. Tôi chợt nghĩ. Có khi nào Thế Hải là người đồng tính không nhỉ? Một người thông minh tài giỏi như anh. Nếu mà không phải người đồng tính, thì anh sẽ không đọc quyển chuyện đa mỹ này đâu. Mà những người đồng tính đều là trai xinh gái đẹp cả. Vậy chắc chắn anh ta là người đồng tính rồi.
đẹp trai như Mỹ Nam Hàn Quốc thế kia mà bê đê. Phí thật. Tôi quay lại nhìn Hải rồi chép miệng. Uổng phí thật. Thế Hải mở mắt ra nhìn tôi hỏi. Cái gì uổng phí vậy? Tôi giật mình. Em tưởng anh ngủ rồi. Thế Hải nhìn quyển truyện trên tay tôi rồi cười. Em cũng đọc nó à? Em chưa đọc, nhưng em nghe bọn bạn em kể nhiều rồi mà. Anh đừng nói với em là anh cũng đọc nó nhé. Ừ, anh đọc hết rồi. Tôi há mồm kinh ngạc. Vậy có nghĩa là anh là người đồng tính à? Vớ vẩn, thế cứ đọc truyện Nam Mỹ thì là BD hết à? Thì người bình thường đâu có đọc mấy thể loại này chứ. Mà anh đẹp trai quá đẹp trai, tỷ lệ đồng tính càng cao. Em nói sai rồi đấy. Anh là trai thẳng nhá. Anh đọc rất nhiều thể loại chứ không riêng loại nào nhé. Thật như vậy à? Thế Hải ghé mặt lại gần với mặt tôi và hỏi. Nếu em không tin thì cứ thử xem. Thử gì ạ? Thử, mà thôi bỏ đi. Giờ thì em đi ra ngoài để anh còn đi ngủ. Vâng, anh ngủ nhé. Tối chủ nhật, biệt thự Hoàng gia tổ chức bữa tiệc. Những người tham gia đều là bạn bè thân thiết của ông bà chủ Hoàng gia. Họ là những gia đình giàu có bậc nhất thành phố. Buổi chiều, thợ làm tóc tới làm tóc và trang điểm cho bà Vân Oanh và tôi. Đúng là nhà giàu có khác, mọi thứ luôn phải hoàn hảo nhất. Tiền đồ ăn của bữa tiệc lên tới vài trăm triệu, chưa kể tiền thuê ca sĩ tới đàn hát. Tôi vốn không phải là chị Thúy Vi, nên sợ lộ thân phận, tôi ngồi ngoan ngoãn một chỗ và tránh nói chuyện với mọi người. Trong số những người khách tới dự, có hai cô gái trẻ đang đứng nói chuyện với nhau. Ly, mày nhìn con Thúy Vi kìa. Đâu, nó đâu? Hôm nay nó bị bệnh nó gì bị à? Nó bị bệnh gì à? Sao nó lại ngồi ngoan ngoãn một chỗ như vậy? Tao nhớ lần trước tới, nó đã đi chê từng người một mà. Nó cậy nó có nhiều túi xách xịn mà nó chê cái túi của tao đấy. Đều xin, để tiền, xin tiền bố mẹ để mua, để mà mua. Mày cứ bày đặt sang chảnh. Càng nghĩ càng bực. Cái túi của tao cũng 50 triệu chứ ít đâu. Thì nó nói thẳng là nó không có túi xách nào dưới 100 triệu cả. Nó chê chúng ta nghèo hơn nó đấy. Nhìn cái mặt nó là tao lại nổi điên lên. Tao đã bảo không được đi. Nhưng bố mẹ tao lần nào cũng bắt tao phải đi cùng. Lúc nào cũng vì tình bạn giữa hai gia đình nên phải đi. Nhà mình coi trọng nó, nhưng nó thì coi thường mình. Càng nói càng tức. Mà không hiểu sao Thế Hải lại lấy một người nhân phẩm thấp kém như nó làm vợ nhỉ? Ngay kể là hai gia đình vun vén đấy. Chứ anh Thế Hải không yêu nó đâu. Tất cả cũng vì lợi ích công việc à? Ừ. Này, hay là tao với mày nghĩ cách gì để trả thù cho bõ tức đi? Theo mày thì chúng ta nên làm gì để trả thù nó? Nhìn bát nước sốt chấm tôm hùm trên bàn không? Hãy nghĩ cách đổ nước sốt lên đầu tóc nó đi. Được đấy, nhưng trước tiên tao với mày lại nói chuyện chọc tức nó đã rồi tìm cách trả thù nó luôn. Ừ, phải cẩn thận đấy. Phải cẩn thận đấy. Còn Thúy Vi này không phải dạng vừa đâu. Tao biết rồi. Tôi đang ngồi bóc tôm hùm ăn, ngon quá xá luôn. Mà cái bụng của tôi phải ăn 3 cân tôm hùm mới lấp đầy cơn đói được. Mọi người cứ uống rượu vang và từ từ thưởng thức âm nhạc đi. Còn tôi thì cứ ăn thôi, ăn mới là chân ái nhé. Thế Hải thấy tôi ăn hết đĩa tôm lớn rồi, nên anh bê một đĩa tôm khác tới cho tôi. Ăn từ từ thôi, không nghẹn đấy. Không sao, em không nghẹn đâu, anh không phải lo. Ừ, thế em ngồi đây ăn nhé. Anh sang bên kia nói chuyện với mấy anh một lúc. Anh cứ đi đi. May quá, thế là không có ai ngồi cạnh tôi nữa, thoải mái thật. Vừa ăn mà lại có người ngồi cạnh nhìn mình ăn thì mất năng suất lắm. Tôi ăn hết 6 con tôm hùm, giờ bụng tôi có phần phình ra, cái váy tôi mặc lúc chiều vừa. Thế mà bây giờ bụng tôi nó phình ra, khiến cái váy muốn bục chỉ luôn. Nó quá, khó thở quá. Thúy Vi. Hai cô gái xinh đẹp lại gần phía tôi ngẩng lên rồi cười. Dạ. Hai cô gái đó phá lên cười. Ly ơi, mày nghe thấy gì không? Tao nghe thấy tiếng Thúy Vi dạ. Tiểu thư Thúy Vi nhà chúng ta từ trước tới nay chưa bao giờ biết nói một câu vâng hay dạ nào cả. Chắc chúng ta vừa nghe nhầm rồi. Tôi không biết phải trả lời sao cả. Vì trước họ có xích mích với chị Thúy Vi. Nhưng tôi đâu biết là xích mích gì đâu. Tôi chỉ biết cười gượng cho qua mọi chuyện. Hai chị ngồi đi. Ôi, sao nghe giả chân vậy tiểu thư Thúy Vi? Mọi lần gặp mặt cô vênh mặt lắm mà. Cô chế hết người này tới người nọ. Cô kênh kiệu lắm, cô có thèm nói chuyện với những người tầm thường như chúng tôi đâu. Sao hôm nay cô hiền thế hả? Ta biết rồi. Cô ta còn bận tâm ăn mì tôm. Mà nhìn đống vỏ tôm trước mặt cô ta đi. Ừ nhỉ. Thúy Vi thành lợn từ bao giờ vậy?
bảo sao hôm nay gặp tôi thấy cô béo hơn trước. Bên kia vẫn còn tôm đấy, để tôi sang lấy cho cô ăn tiếp nhé. Tôi nhẹ nhàng nói, thôi tôi đủ rồi. Ăn nữa đi chứ, phải béo lên giống con lợn một chút thì mới hợp với khuôn mặt của cô, Thúy Vi ạ. Hai người đó cứ liên tục chửi xéo tôi, mặc dù tôi không làm gì sai cả. Có lẽ ngày trước chị Thúy Vi và hai người họ có xích mích gì đó, nên hai người đó mới cay cú như vậy. Tôi không biết gì về hai người đó cả, nên tôi kệ để hai người đó nói chán thì thôi. Một người khác hất tóc tôi và giọng nói mỉa mai. Chẳng hiểu cô có điểm gì tốt mà Thế Hải lại lấy cô nhỉ? Anh ấy bị mù màu thật rồi. Lúc này tôi mới lên tiếng. Chuyện đó thì liên quan gì tới hai người chứ? Có liên quan đấy, vì tao thích chồng mày, Thúy Vi ạ. Nếu vậy thì cô hãy tìm anh Thế Hải. Cô nói với tôi để làm gì? Ồ, đã chịu mở miệng rồi à? Ta lại cứ thích nói với mày đấy. Chị bị thần kinh à? Hai người đó vẫn tiếp tục gây sự với tôi. Mặc dù tôi không phải là Thúy Vi thật, nhưng khi nghe những lời hai người đó nói, tôi vẫn bực lắm. Nhưng tôi không muốn làm to chuyện lên. Nhỡ không may để lộ thân phận thật của mình ra thì chết dở. Tôi nuốt cơn tức vào trong rồi nói. Hai người nói chuyện đàng hoàng đi, lớn cả rồi đấy. Chị Ly vẫn thách thức tôi. Nếu một ngày đó tao ngủ với chồng mày thì mày sẽ thế nào nhỉ? Có phát rồ phát dại lên không hả? Tôi nhẹ nhàng đáp trả. Nếu có ngày đó thì sẽ có người cạo hết lông trên lông dưới của chị đấy. Mày dám? Thế chị nghĩ tôi có dám không? Rồi hai người đó bất ngờ lại gần phía tôi. Một người đánh lạc hướng tôi, còn một người đứng phía sau cầm bát nước sốt đổ lên đầu tôi. Ôi, chị làm cái trò gì vậy hả? Tôi xin lỗi cô nhé. Tôi định bê bát nước sốt để ăn tôm hùm, nhưng không may lại làm đổ lên đầu cô rồi. Tôi tức lắm, nước mắt ứa ra rồi. Nhưng vì đây có nhiều người quá nên tôi cố gắng nhẫn nhịn. Hai người đón nhìn tôi cười hả hê. Đây có phải là Thúy Vi không vậy? Sao hôm nay cô ta hiền quá vậy? Tôi mới nắm chặt tay vào bà nói. Cầm hết mồm vào cho tôi. Ồ, nó xù lông lên rồi kìa. Thôi mình sang bên kia đi, không nó cắn cho bây giờ. Hai người đó vội bước đi. Thế Hải ở bên kia đi sang, thấy đầu tôi dính đầy nước sốt tôm, anh vội hỏi. Có chuyện gì thế em? Tôi bực quá gắt lên. Một trong số những cô gái thích anh đã đổ nước sốt lên đầu tôi đấy. Tự dưng tôi lại bị vạ lây, bực mình thật ấy. Hải ngơ ngác nhìn tôi. Em nói gì vậy? Tôi vùng vằng bỏ vào nhà. Thế Hải thấy khó hiểu quá. Nhìn sang thấy Ly và Mai đang cười đắc ý với nhau, anh thở dài. Mình hiểu rồi, chắc chắn Ly và Mai lại kiếm chuyện với Vân rồi. Tôi đi lên lầu rồi lấy quần áo để đi tắm và gội đầu luôn. Trời ơi là trời, bực mình không chịu được. Hôm nay mà không phải giữ ý cho con với mọi người thì hai người đó chết chắc với tôi rồi. Tôi tắm gội xong đi ra tủ lấy máy sấy để sấy tóc cho khô. Thì Thế Hải anh ta cầm lấy máy sấy và nhẹ nhàng sấy tóc cho tôi. Để anh sấy cho. Tôi thở dài nói. Thôi em không dám làm phiền anh đâu. Mất công có người ghen, họ lại tìm cách hãm hại em tiếp. Đừng giận nữa nhé. Anh sẽ bồi thường tổn thất tinh thần cho em. Không cần. Ờ thế em giận dỗi anh thật đấy à? Anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ không bao giờ để em ngồi một mình nữa. Thôi được rồi, em nể tình anh đấy nhé. Anh cảm ơn. Vậy mai anh đưa em đi ăn rồi mình đi mua đồ nhé. Vâng ạ. À anh Hải cho em hỏi với. Ừ em nói đi. Thế trước kia chị Thúy Vi và hai chị đó có xích mích với nhau à anh? Ừ, mà con gái khó hiểu thật. Cứ gặp nhau là lại tìm cách dìm nhau xuống. Bạn bè mà đối xử với nhau như vậy đó em. Đúng là khó hiểu thật. Đã là bạn bè thì phải tốt với nhau chứ. Ai lại tìm cách dìm nhau như thế? Ừ, nhưng mà tất cả cũng do Thúy Vi tệ quá thôi. Cứ gặp mặt là Thúy Vi lại tìm cách qua mặt họ, xong lại tỏ thái độ khinh thường người khác, nên mới dẫn tới những hiểu lầm không đáng có em ạ. Dạ, chị Thúy Vi tính cũng kỳ anh nhỉ? Ừ, nếu hôm nay mà là Thúy Vi, thì cô ấy đã đập tan bữa tiệc rồi, chứ không có chuyện người khác đổ nước sốt lên đầu thế đâu. Chắc em hiền quá đúng không? Ừ đúng, em hiền và đáng yêu nữa. Thôi thôi, không cần phải động viên em thế đâu. Giờ anh xuống dưới nhà với mọi người đi ạ. Thế giờ anh xuống dưới kia với mọi người, em cũng ngủ sớm đi nhé. Vâng ạ. Tôi đóng kín cửa lại rồi lên giường nằm. Tôi ăn no bụng là tôi buồn ngủ. Đối với tôi, ăn no ngủ kỹ lúc nào cũng là quan trọng nhất. Ly và Mai đang ngồi nói chuyện với nhau.
Hôm nay con Thúy Vi nó bị làm sao thế mày nhỉ? Bị tao với mày sỉ nhục như thế mà nó không bật lại. Tao cũng biết thừa. Nhìn thái độ nó lạ lắm, như một con người khác vậy. Thế Hải đi lại gần Ly và Mai, nói giọng rất nghiêm túc. Là tôi dặn cô ấy đấy. Tôi bảo cô ấy không được cư xử như trẻ con nữa. Thì ra là vậy. Bảo sao nó khác thế? Thế Hải cau mày nhắc nhở Ly và Mai. Hai đứa lớn cả rồi, đừng trẻ con như vậy nữa, người ta cười cho đấy. Hai đứa hiểu ý anh nói chứ? Ồ, anh Thế Hải biết bênh vợ từ khi nào thế ạ? Trước hai người lúc nào cũng như mặt trăng với mặt trời mà. Trước khác, bây giờ khác. Tình cảm càng ngày càng đi lên chứ không lẽ lại càng đi xuống. Anh nói rồi, hai đứa cố gắng thay đổi đi. Đừng cố chấp ích kỷ như vậy nữa, người ta cười cho. Ly và Mai im lặng không nói gì, rồi cả hai đứng dậy lảng đi chỗ khác. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cô vợ thay thế đáng yêu của anh, của tác giả Tâm Từng. Để có thể tiếp tục đón nghe tập 2 của bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.